Lục hoa quả, lục nhân quả thì không chừa một ai. Kinh doanh không có chân chính thì bạn sẽ không bao giờ giàu có một cách bền vững. Tôi trở nên giàu có thông qua việc mang lại những kết quả và đáp ứng mong muốn cho mọi người. Nếu anh chị có ý định làm kinh doanh thì anh chị phải chuẩn bị cái tư duy này. Khách hàng của bạn cần điều gì? Đáp ứng cái mong muốn của họ thì họ mới sẵn sàng trả tiền để mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Và nếu như sản phẩm và dịch vụ của bạn nó không có đáp ứng mong muốn của khách hàng thì bạn đang là nhà kinh doanh không có tốt. Và có khi bạn phải nhận lại một cái quả nó chưa được tuyệt vời. Thường thì các anh chị ngoài kia mình không có coi trọng cái nghề thương nhân, không có coi trọng cái nghề đi kinh doanh. Bởi vì nó đến từ cái tư tưởng ngày xưa rằng là kỹ nông công thương. Cái nghề kỹ sư là được coi trọng, cái nghề nông dân rồi tới mới tới thương nhân kinh tế. Thương nhân kinh tế là những người đi kinh doanh, những người làm sale, những người bán hàng. Và tất nhiên với cương vị là một huấn luyện viên của cuộc sống, hơn 3 năm qua theo cùng với môi trường câu lạc bộ đã giúp cho rất là nhiều anh chị thành công hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Đặc biệt là biết cách xây dựng cho mình một công việc kinh doanh, tạo ra thu nhập thụ động không giới hạn. Những người thương nhân kinh tế là những người tuyệt vời nhất. Nghề kỹ sư là nghề được trọng dụng nhiều nhất. Nhưng thử hỏi, nếu như không có người thương nhân, liệu là những cái nhóm kỹ sư, nhóm công nhân, nhóm nông dân có công ăn việc làm không ạ? Nghề kỹ sư là mình chế tạo máy móc. Nhưng mà nếu như không có người thương nhân, không có cái người bán ra thì lấy tiền đâu để mà chế tạo nữa. Mình sẽ nói đến những kỹ sư xây dựng cầu đường. Nếu như không có những người thương nhân, những người làm sale, những người mà đi ký hợp đồng đàm phán, kỹ sư ô tô mà không bán được thì cũng thất nghiệp. Nên là tùy lựa chọn của mỗi người thôi. Anh chị lựa chọn điều gì? Nhưng mà nếu các anh chị khao khát một cuộc sống tự do tài chính, chị phải bắt đầu đi kinh doanh. Tại vì phi thương thì bất phú. Đã mất công nghĩ thì hãy nghĩ lớn, đã mất công làm thì hãy làm những cái điều để tạo ra cái kết quả tuyệt vời, tạo ra cái sự thịnh vượng. Một số anh chị nói ai cũng đi kinh doanh hết rồi, nghề nông rồi nghề kỹ sư rồi nghề công nhân ai làm. Tức là khi mà mình mới ra trường thì mình làm công nhân cứ, nhưng mà đừng có làm như vậy suốt đời. Thời điểm mới ra trường của mình thì mình cứ làm những nghề đó đi. Tôi trở nên giàu có thông qua việc mang lại những kết quả và đáp ứng nhu cầu cho mọi người, chứ không phải là trở nên giàu có thông qua việc là lừa tiền người ta nha bạn. Ý trở thành người kinh doanh chân chính. Cho nếu anh chị nào đây mình đang tìm kiếm một cái cơ hội kinh doanh, một cái môi trường, một cái người thầy có thể rèn luyện cho mình trở thành những cái người có tư duy, có công cụ, có kiến thức đầy đủ để tham gia cuộc chơi kinh doanh để giành chiến thắng, thì anh chị có thể tham gia học tập và rèn luyện với Hiếu nha. Và bao nhiêu anh chị đây mình chưa có thói quen, chưa có cái thói quen là xây dựng một công việc kinh doanh mang lại giá trị và đáp ứng nhu cầu cho mọi người để trở nên giàu có, thì các chị hãy học tập và rèn luyện như Hiếu. Hiếu cũng đã chứng kiến rất là nhiều người, tuy họ là người tốt nhưng mà họ đã gặp phải những cái người thầy đào tạo cho họ trở thành một cái bậc thầy kinh doanh bán hàng không đúng nghĩa, và cuối cùng thì sao, họ phải nhận cái quả đắng. Và một cái điều tuyệt vời của Theo đó chính là năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi, trên cái hành trình đi tìm kiếm con đường thành công, Theo đã gặp được những người thầy rất là chân chính, đã dạy cho mình cách làm người trước khi làm kinh doanh. Nhờ như vậy mà Theo mới có đạo đức trong kinh doanh, mới trở thành một con người có đạo đức, sống có lương thiện, biết cách làm những điều tốt đẹp. Và may mắn của Theo là học được từ những cái tư duy của những người thương nhân kinh tế thật sự. Còn nếu như mà Theo không may mắn, Theo gặp phải một người thầy không tuyệt vời, không dạy cho Theo những niềm tin đúng, không dạy cho Theo cách làm người đúng, thì Theo cũng chưa biết được rằng là Theo có xây dựng công việc kinh doanh tốt đẹp hay không các anh chị ạ. Là nếu như các anh chị nào ở đây mình gặp phải một cái người họ làm ăn kinh doanh không chân chính, thì phần lớn là có thể họ đã bị xa lại, bị gặp phải một cái người thầy không tốt đã dạy cho họ cách kinh doanh không đúng. Nên là Theo nói các anh chị là nếu như các anh chị sở hữu nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tới hoa vàng của câu lạc bộ, các anh chị sẽ có trong tay rất là nhiều tư duy, công cụ, kỹ năng. Anh chị sẽ được rèn luyện để trở thành một người doanh nhân thật sự, biết cách marketing, biết cách bán hàng. Nhưng mà có thêm một phần nữa, đó chính là anh chị sẽ rèn luyện làm người để trở thành một con người có đạo đức. Bởi vì nếu anh chị sở hữu những cái tư duy, công cụ, kỹ năng mà câu lạc bộ trang bị cho các anh chị, thì các anh chị có thể trở thành một cái người kinh doanh bán bất cứ thứ gì, kể cả anh chị bán những cái sản phẩm dịch vụ không tốt cho người khác. Nên là môi trường câu lạc bộ phải thêm một cái phần nữa, đó chính là rèn thân tâm trí cho các anh chị để anh chị trở thành con người sống có đạo đức. Và Theo đã may mắn gặp được người thầy của mình, gặp được môi trường câu lạc bộ để trở thành một cái người được rèn luyện cái đạo đức trước khi làm kinh doanh. Nhờ như vậy mà công việc kinh doanh của Theo rất thuận lợi, thuận hòa, ăn ngon, ngủ yên, tối mình đi ngủ mình yên tâm, sáng mình thức dậy tràn đầy năng lượng. Nên Theo rất muốn tất cả các anh chị đây, mà các anh chị muốn bước đi trên cái con đường xây dựng công việc kinh doanh, thì hãy học cái cách trở thành cái người đúng nghĩa trước các anh chị, rồi hãy làm kinh doanh. Thì cái tương lai các anh chị nó sẽ sáng ngời, nó sẽ thịnh vượng, nó sẽ thành công tuyệt vời. Phải lo nghĩ gì hết.